Thưa quý vị khán giả, kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da là giải pháp tối ưu cho các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đã sử dụng phương pháp và điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân. Đây cũng được coi là xu hướng tiên tiến nhất trong điều trị thay van động mạch chủ. Vậy phương pháp này có những ưu điểm vượt trội ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã trở lại với chuyên mục ANTV hôm nay. Bác sĩ có thể cho biết là thay van động mạch qua da là phương pháp như thế nào? Thay van động mạch chủ qua da hay là thay van động mạch chủ qua đường ống thông thì đây là một kỹ thuật mới can thiệp để xử lý các bệnh lý van tim. Cụ thể thì mới xuất hiện ở trên thế giới từ năm 2002 với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như là các vật liệu dụng cụ thì hiện tại một cái van tim có thể được thu gọn lại trong lòng cái ống thông bé chỉ bằng ngón tay út. Vậy đối với cả cụ thể thay van động mạch chủ qua đường ống thông thì đó là chúng tôi sử dụng van sinh học đưa qua lòng ống thông tới xử lý cái van động mạch chủ bị hẹp. Người bác sĩ can thiệp sẽ đi qua đường mạch máu ở đùi của người bệnh, không cần phải mổ hở như cái phương pháp mổ kinh điển. Chúng tôi sẽ đưa van mới đến đúng vị trí, sau đó bung nở cái van này ra. Van mới sẽ thay vai trò của van động mạch chủ nguyên thủy bị hẹp khít. Trường hợp nào có thể thực hiện phương pháp thay động mạch chủ qua da thưa bác sĩ? Thay van động mạch chủ qua da thì hết sức là phù hợp đối với cả những người bệnh hẹp khít van động mạch chủ mà có tuổi và có nhiều cái bệnh lý nền. Bởi vì kỹ thuật này thì người bệnh không cần phải gây mê, người bệnh cũng không cần phải cưa mở xương ức mà có thể ảnh hưởng đến liền hoặc là ảnh hưởng đến chức năng hô hấp sau này và người bệnh có thể hồi phục rất là nhanh. Áp dụng cái phương pháp thay van động mạch chủ qua da thì có lợi ích như thế nào so với các phương pháp truyền thống trước kia ạ? Đối với phương pháp kinh điển thì phẫu thuật viên sẽ phải cưa bản xương ức ra, sẽ phải liệt tim, sẽ phải cắt bỏ cái van nguyên thủy và khâu thay một cái van nhân tạo mới vào. Toàn bộ cái quy trình đó phải mất từ 4 đến 5 tiếng và với một cái phẫu trường lớn, với một cái quy trình phải liệt tim, phải gây mê thì cái nguy cơ về nhiễm trùng, cái khả năng hồi phục cũng như là rất nhiều các biến cố khác có thể kèm theo. Còn ngược lại, đối với thay van động mạch chủ qua đường ống thông thì chúng tôi sẽ chỉ qua một đường mạch máu nhỏ ở đùi to ngang với một chiếc đũa bình thường. Qua đường ống thông đó chúng tôi sẽ đưa một cái van sinh học tới vị trí van động mạch chủ nguyên thủy để nong ép và đảm bảo cho cái van sinh học mới thay thế cái chức năng van nguyên thủy cũ. Hiện nay thì tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có ưu thế gì trong việc triển khai phương pháp này thưa bác sĩ? Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với trang thiết bị máy móc hiện đại, cụ thể là máy can thiệp mạch hybrid Artisteno giúp chúng tôi dựng được hình, chọn được góc tối ưu để thả van. Ngoài ra thì về mặt nhân lực thì kíp đã được đào tạo và làm van động mạch chủ rất là thuần thục. Vì vậy thì với sự toàn vẹn về máy móc cũng như là con người sẽ giúp cho các cái kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da được tiến hành một cách chính xác, an toàn và thuận lợi cho khách hàng. Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Theo các bác sĩ tại khoa tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, yêu cầu khắt khe của một ekip thực hiện thay van động mạch chủ qua da cần sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ và chính xác tuyệt đối như sử dụng máy tạo nhịp tần số, hạ huyết áp, căn chỉnh van tối ưu. Người phụ thứ hai phải bơm bóng và bung nở van đúng thời điểm. Bởi khi bung nở van chỉ cần một sai sót nhỏ giữa người chính và người phụ thứ hai sẽ có biến cố xảy ra khiến van không thể chuẩn xác về vị trí, di lệch van hoặc hở cạnh van đều là biến cố nặng ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Phương pháp hiện đại thay van động mạch chủ qua da tuy có giá thành cao hơn, hiệu quả ngang bằng, nhưng phẫu thuật nhẹ nhàng hơn. Người bệnh không cần cưa xương ức, không chạy máy tim phổi nhân tạo tuần hoàn ngoài cơ thể, không gây mê toàn thân nên giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Can thiệp chỉ qua một ống thông nên bệnh nhân giảm mất máu, giảm đau, chỉ 2 đến 3 ngày là ra viện và phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên ANTV. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.